Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ cao niên cùng toàn thể nhân dân, hòa chung trong không khí vui mừng phấn khởi, toàn đảng toàn dân chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân thôn Nắng Cầu long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội. Đại diện cho ban tổ chức, tôi trưởng ban lễ hội nên chính thức khai mạc đêm giao lưu văn nghệ. Về dự đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban lãnh đạo, đảng ủy, ủy ban nhân dân cùng sự có mặt của các quý vị đại biểu, quý khách thập phương, câu lạc bộ văn nghệ các thôn, các đội văn nghệ cùng toàn thể nhân dân đã hội tụ đông đủ về dự tại sân khấu này để gặp gỡ và giao lưu đến với lễ hội truyền thống. Các đội văn nghệ cũng thành tâm sắm sửa hương hoa, đăng trà quả thực, dâng lên đức thánh thần hoàng làng để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình được mạnh khỏe trường thọ, ấm no hạnh phúc, buôn bán kinh doanh được đắc tài sai lộc. Đại diện cho ban tổ chức lễ hội, xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các đội văn nghệ đã quan tâm công đức tu sửa khuôn viên của đình làng ngày một khang trang đẹp đẽ hơn. Đến với đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, các ca sĩ diễn viên sẽ đem đến những tiết mục đặc sắc mang lại bầu không khí ấm áp vui vẻ và thật ấn tượng, văn minh, văn hóa, mang đậm nét truyền thống giá trị nhân văn. Đại diện cho ban tổ chức lễ hội cùng toàn thể nhân dân thôn Nắng Cầu, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý khách thập phương và các ca sĩ diễn viên trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi ngừng lời, đại diện cho ban tổ chức lễ hội xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta được thành công tốt đẹp. Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ, xin trân trọng kính mời tất cả các quý khách đại biểu cùng toàn thể các đội văn nghệ hãy lắng lại sân đình để ban tổ chức lễ hội có đôi lời cảm ơn. Xin hết ạ, xin chân thành cảm ơn.